Anh chàng này là Boy Ca, một cựu lính đặc chủng mới giải ngũ trở về địa phương sau bao ngày chinh chiến. Tuy nhiên vừa về nhà còn chưa kịp ẻ, anh đã nhận được tin từ bà chị rằng cháu gái mình đã bị lũ giang hồ bắt cóc. Thằng cầm đầu của băng đảng này chính là lão già Garcia, một tên trùm buôn ma túy đá lớn nhất đất nước Mexico mà không ai dám động đến. Máu chó rồ lên não, Boy Ca lập tức có mặt tại hang ổ của lũ khốn nạn này, được mệnh danh là không ngán bất cứ bố con thằng nào. Bước vào thang máy, cái gì chưa động đến người nhà của anh thì coi như chúng mày đã quay vào ô tự sát. Ra tới hành lang, tay chân như mây bay nước chảy, những cao thủ được lão già Garcia tuyển chọn từ các sàn đấu chợ đen võ công đầy mình cũng đều bị anh ta hạ gục một cách nhẹ nhàng như đưa nàng đi ngủ. Hay chúng có dùng hàng nóng, anh cũng nhanh như cách người Âu cũ trở mặt cho chúng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Kể cả những thằng đại ca được coi là cao thủ trong lũ cao thủ đang thác loạn, anh cũng chẳng tha. Mấy em Tây Vị nhìn thấy con mãnh thú Boy Ca thì chạy rẽ đất. Tóc ngắn hay đầu chọc tóc dài, anh cũng đánh cho chúng biết thế nào là lễ hội. Túng cổ thằng đại ca, Boy Ca bắt hắn dẫn anh đi tìm cô cháu gái. Cháu tao mà rụng một cọng tóc thì tao cho mày rụng một cái răng. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô bé đang bị bọn chúng còng tay và trong trạng thái hoảng loạn. Ra tay vô cùng tàn bạo, anh xử nuốt thằng ôn con này cho khỏi lạc đàn, sau đó lấy chìa khóa tháo bộ trang sức cho cháu gái rồi cả hai cùng nhau rời đi. Quay trở về nhà, bà chị của anh vui như bố đẻ em bé bởi sau bao ngày, cuối cùng cũng tìm lại được cô con gái thân yêu. Đúng lúc này, gã người tình của chị gái tên là Renon cũng có mặt tại đây. Thì ra hắn ta không làm mà đòi có ăn nên đã ăn cắp của thằng già Garcia vài cân bột mì về làm bánh chơi, sau đó đánh bài chuồn mất tăm mất tích một thời gian nên lão ta đã bắt cô bé Harley để bán cho mấy thằng cá mập đại gia. Boy Ca định đấm cho thằng bố dựng mất dạy này một trận nhưng nể mặt chị gái nên lại thôi. Biết rằng Garcia là tay xã hội đen vô cùng tàn bạo, Boy Ca liền bảo hai mẹ con mau đi về một nơi xa để lánh nạn, mà kệ cái thằng người tình khốn nạn này ở lại làm bạn với đôi tay. Ai dè phía bên kia, sau khi lão già độc ác biết được tin này thì vô cùng a cay con chim cú. Không ngờ một thằng vô danh tiểu tốt lại dám vào căn cứ của hắn ta làm loạn, không những giết đàn em và cướp người của hắn mà còn lấy đi một thứ vô cùng quan trọng. Thì ra trong lúc Boy Ca lấy chiếc dây chuyền có chìa khóa để mở còng tay cho cháu gái, anh đã vô tình cầm luôn chiếc ổ cứng của bọn chúng mang về. Trong đó có chứa rất nhiều thông tin làm ăn và chứng cứ phạm tội cũng như mật mã tài khoản ngân hàng của tổ chức. Kẻ nào có nó trong tay đồng nghĩa với việc lấy được tiền của lão ta. Thề rằng thù này không trả thì không làm xã hội đen. Lão già liền gọi ngay cho tên cảnh sát trưởng Jasper là chó săn của hắn và nói rằng: "Thằng mặt giặc Renon ăn cắp ma túy của tao, còn thằng Boy Ca thì giết người cướp đồ của tao. Mày không bắt được hai thằng đó thì tao sẽ cho mày về hưu non. Tôi năm nay đã 70 tuổi nhưng chưa thấy cái trường hợp này bao giờ. Ai dè tội phạm báo cảnh sát có thằng ăn cắp ma túy của mình mới hay." Đúng như lời Boy Ca dự đoán, lũ cảnh sát ngay lập tức đã có mặt tại nơi này. Anh không tiện ra mặt nên bảo hai mẹ con chị gái ở lại, còn mình sẽ tạm thời trốn trong nhà kho phía sau. Không nói không rằng, tên cảnh sát trưởng đã ngay lập tức trao cho tên bố dưỡng Renon bộ trang sức làm bằng hợp kim hình số 8. Sau đó, hắn cố gắng dò hỏi hai mẹ con tung tích của Boy Ca. Tao hỏi lại một lần nữa, thằng mặt nồi đó trốn ở đâu? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai, tại sao tao phải nghe cái mồm thối của mày? Chị gái nhất quyết không khai khiến cho thằng này vô cùng cay cú. Bất ngờ gã người tình Renon trong xe ngóc đầu ra hỏng hớt và chỉ điểm, thằng mặt lợn đang trốn trong nhà kho sếp ơi. Boy Ca đứng ở bên trong cũng đã cầm sẵn hàng nóng trong tay, chỉ chờ mấy thằng cảnh xông lên thì sẽ khô máu với bọn chúng một phen. Thân là một người lính đặc chủng, giam ba ông cảnh sát địa phương với anh có nhằm nhò gì? Biết rằng lão già Garcia và người của hắn chỉ phút mốt sẽ có mặt tại đây, vậy nên Boy Ca đành nhảy lên con chiến mã chạy bằng xăng tăng ga đá số đánh bài chuồn là thượng sách. Lũ cảnh sát vô dụng chỉ biết lặng nhìn anh từ phía sau mà nuốt nước mắt vào trong. Biết rằng để Boy Ca chạy thoát thì hắn sẽ không xong với lão già Garcia, vậy nên tên cảnh sát trưởng liền ra lệnh cho hai thằng đệ nhanh chóng đuổi theo. Một màn đua xe theo phong cách Fast and Furious phiên bản thiếu kinh phí đã được diễn ra. Dù đã cố đạp ga hết sức nhưng con xe đời tống của Boy Ca có phần kém cỏi nên hai tên cảnh sát đã nhanh chóng bám đuôi và liên tục thơm vào mông của anh. Sau đó một tên đã dùng súng bắn thủng lốp xe khiến Boy Ca mất lái đành phải dừng lại. Xe của chúng đâm sầm vào xe của anh nhưng với thân thủ phi phàm, Boy Ca đã kịp nhảy ra và tẩu thoát. Bọn chúng xông tới thì chỉ còn đúng cái nịt. Ở phía bên kia, lão già xấu xa Garcia cũng đã dẫn đàn em tới hỏi thăm sức khỏe của Boy Ca. Tên cảnh sát trưởng nhìn thấy hắn thì sợ mất mật và nói: "Chỉ vài phút nữa, hai thằng đệ của em sẽ xách cổ thằng đó về ngay thôi." Lão già biết rằng Boy Ca là dạng cực kỳ khó nhai nên ngay lập tức đã sai hai cánh tay đắc lực của mình lên đường chi viện. Gã rượu nghiện ngập cũng liền xin lỗi lão ta vì lỡ tay xào cây mà không trả tiền. Lập tức hắn ta chấp nhận lời xin lỗi đó bằng một viên kẹo đồng cho hắn ta chính thức đăng xuất khỏi bộ phim. Phía bên kia, hai tên cảnh sát vô dụng tìm toát hết cả mồ hôi háng nhưng vẫn chẳng thấy Boy Ca đâu. Bất ngờ anh xông ra cướp súng rồi đánh gục được một tên, tuy nhiên anh lại bị tên còn lại khống chế từ phía sau. Đúng lúc đó, hai thằng sát thủ cũng đã mò tới, thấy ba con vợ đang vờn nhau thì liền nổ súng tấn công, bắn chết một tên cảnh sát ngáo ngơ. Boy Ca yểm trợ cứu gã cảnh sát còn lại rồi nhanh chân làm anh hùng núp sau một thân cây. Tên sát thủ có biệt danh quái vật xe tải nói rằng chúng chỉ cần chiếc ổ cứng mà thôi. Boy Ca ngớ người nhớ đến lúc trước mình có cầm sợi dây chuyền khi giải cứu cháu gái, anh móc ra quả nhiên có chiếc ổ cứng, tuy nhiên anh mặc kệ. Biết rằng đạn sắp hết, Boy Ca chơi chiến thuật móc lốp phía sau, không còn được nam chính yểm trợ, gã cảnh sát ở lại thì liền bị ăn đạn lên bàn thờ ngồi cho nó mát.
Viên cuối cùng, bao ca hạ được một tên sau đó vứt súng rời đi. Quái vật xe tải đuổi theo thì ăn ngay một đạp tung cả hàng nóng. Hắn nói, mày đã giết anh tao. Thì ra thằng này chính là em trai của tên mà bao ca đã giết trong lúc giải cứu cô bé Harley. Hai con vợ bắt đầu lao vào trau dồi võ thuật bằng tay không. Hai bên ngang tài ngang sức, hắn ta nghe có vẻ thân thủ khá khẩm hơn thằng anh nên tấn công cũng khá ra gì và này nọ. Tuy nhiên cảm thấy không ăn được nên hắn ta rút ra chiếc thắt lưng, bao ca cũng rút ra một con dao găm tí hon không kém phần long trọng. Sau một hồi chân đấm tay đá, bao ca tóm được sợi dây và quật ngã hắn ta. Nhân cơ hội đó, anh xông tới lên gối xuống trỏ tấn công như vũ bão. Tiếp theo là một cú sút vô lê trúng mõm khiến hắn hộc cả máu mồm. Sau đó bao ca lao vào siết cổ cho thằng chó săn tắc thở đi đoàn tụ với anh trai. Lão già Garcia gọi qua bộ đàm nhưng chẳng thấy quái vật xe tải trả lời thì liền biết rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Mất đi chiếc ổ cứng là một điều không thể, lão ta liền sai thêm hai thằng đệ nữa vác hàng nóng lên đường đi săn. Bao ca vớ được khẩu AK-47 liền lập tức rời đi. Tuy nhiên vừa ra khỏi sườn đồi thì hai thằng kia cũng đã tới. Chúng lao nhanh như con phiêu thân về phía bao ca nhưng anh né được, quay xe nhanh hơn cả anh Hải. Một thằng ngó đầu ra vác súng định cho anh ăn kẹo đồng. Bao ca dùng khả năng bách phát bách trúng của mình cho hắn đi tây thiên thỉnh kinh rồi bay qua nóc xe thoát được một mạng. Thằng còn lại không biết sợ là gì nên liền lao theo truy sát. Tới đường cùng, bao ca bật tường nhảy lên mui xe, sau đó đạp tung cả kính gió rồi bắn một phát vào tay hắn đầy đau đớn. Anh ép hắn nói ra trong cái ổ cứng chứa gì. Hắn ta khai ra bên trong đó chứa thông tin mật mã tài khoản ngân hàng giấu tiền của tổ chức. Ngay lập tức anh cho thằng này xuống chầu Diêm Vương, có khi nhàn hơn làm giang hồ cho lão Garcia. Một lần nữa mất người, lão già xấu xa cùng với tên cảnh sát trưởng vô cùng kinh hãi trước sức mạnh của bao ca. Lúc này thông qua bà chị gái và lão cảnh sát, hắn ta mới biết anh là một lính đặc chủng cấp cao của quân đội Hoa Kỳ, chuyên làm các nhiệm vụ ám sát và còn cả gan đấm vỡ cả mồm khiến cấp trên trọng thương phải húp chào sống qua ngày. Cô chị của bao ca còn dự đoán rằng em tao sẽ tới đây làm thịt tất cả lũ chúng mày. Lúc này, lão già Garcia 3 phần cố chấp, 7 phần run sợ. Hắn bắt đầu đổ lỗi cho tên cảnh sát trưởng Jasper đã không cảnh báo hắn ta từ trước về sức mạnh của Boyka. Jasper nói rằng, lo mà giữ cái mạng cơ hó của ông đi. Lão già liền đe dọa, tao sẽ cho người hỏi thăm sức khỏe con trai cưng của mày. Tuy nhiên, tên cảnh sát trưởng sợ lời đe dọa của hắn một thì sợ Boyka tới giết mình 10 nên ngay lập tức rời đi. Quả nhiên, sau khi giải quyết xong mấy thằng chó săn, Boyka nhặt một khẩu súng rồi tức tốc trở về giải cứu chị và cháu gái mình. Về tới nhà, anh núp sau những lùm cây để tránh phát hiện, sau đó lặng lẽ nhảy ra tấn công một thằng bảo vệ vào ngoài, rồi dùng súng siết cổ hắn chết tươi mà không kịp ngáp. Trong nhà, lão già xấu xa quan sát phát hiện ra quân của mình bị giết thì biết rằng thần chết Boyka đã xuất hiện. Hắn bắt hai mẹ con chị gái của anh ra làm con tin rồi buông lời đe dọa. Thằng chết dẫm kia, mày không ra đầu hàng, tao sẽ bắn nát gáo hai con tay vị này. Lo cho tính mạng của hai người, bất đắc dĩ Boyka đành phải xuất đầu lộ diện. Anh buông súng giả vờ đầu hàng nhưng thực chất là đang tìm cơ hội để phản công lũ này. Hắn nói, thứ tao muốn là cái ổ cứng, mau nôn ra để nhận khoan hồng. Anh biết rằng có đưa cho chúng thì chúng cũng sẽ giết cả ba. Boyka tiến lại gần để giao hàng, nhân lúc thằng đàn em của lão ta đang chuẩn bị móc túi lấy chiếc ổ cứng thì anh bất ngờ tung nắm đấm rồi nhanh tay bắn gục thằng phía sau đang uy hiếp hai mẹ con Harley. Sau đó anh nhanh như chớp cùng họ chạy vào trong nhà. Nhờ có ánh hào quang của nhân vật chính, dù là mưa đạn nhưng Boyka vẫn sống nhan răng mà không dính một viên kẹo đồng nào. Một cuộc đấu súng kinh hoàng bắt đầu nổ ra. Anh lấy một chiếc tủ chặn cửa chính để bọn chúng không bắn được xuyên qua. Tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, chị gái của anh cũng lấy khẩu súng có sẵn trong nhà lên đạn rồi cùng tham chiến cho vui. Boyka và chị gái tấn công từ các cửa sổ, còn bọn chúng thì ẩn nấp sau những chiếc xe ô tô phía ngoài. Hai bên giằng co nhau vô cùng ác liệt, đến nỗi tốn bao nhiêu đạn của gã đạo diễn nhưng vẫn chẳng thằng chết tiệt nào bị thương. Sở dĩ lão già Garcia không thể đánh bom hay đốt nhà bởi lẽ chiếc ổ cứng còn nằm trong tay của Boyka, nếu làm vậy thì cũng đồng nghĩa với việc phá hủy chiếc ổ cứng luôn còn đâu. Chính vì thế lão liền sai hai thằng đàn em đi móc lốp cửa sau để tấn công bất ngờ. Boyka nhận ra điều đó nên ngay lập tức đón đầu. Với kỹ năng bắn súng được huấn luyện trong môi trường quân đội, hỏa lực của anh nhanh chóng áp chế mấy thằng này, tạm thời giữ chân được bọn chúng. Boyka bảo chị và cháu gái lên lầu lánh nạn, còn anh sẽ ở tầng dưới liều mạng một phen. Nhân lúc đó hai thằng đột nhập cũng đã phá cửa mò vào được bên trong. Khi một thằng đang ngáo ngơ thì Boyka xuất hiện dùng súng ngắn sử đẹp bằng một phát xuyên cổ. Thằng còn lại cũng chung số phận bị anh nhảy ra túm cổ. Trong lúc hai bên giằng co, khẩu súng chĩa thẳng lên trên rê cả một rổ đạn, tí nữa thì tiễn bà chị gái đi theo thằng cha dượng mất dạy. May mà ông bà gánh còng lưng nên chỉ sượt qua cánh tay mà thôi. Phía dưới, Boyka đánh bay súng của đối phương rồi bắt đầu đi đường quyền cho hắn không trượt phát nào. Hắn ta lấy dao ra tấn công nhưng dù gì cũng chẳng phải đối của anh. Di chuyển nhanh nhẹn, anh nhảy qua một bên để tung nắm đấm rồi đập đầu hắn xuống cạnh bàn chết tươi. Trên lầu, cô bé Harley thấy súng đạn vô tình thì vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức, cô bấm máy gọi 911 cho cảnh sát liên bang chứ không phải cảnh sát khu vực. Ở đầu dây bên kia, trực tổng đài ngay lập tức liên lạc với thằng Jasper vì hắn là cảnh sát trưởng khu vực này đến giải quyết. Thông qua đường dây điện thoại của Harley, cảnh sát liên bang
bang đã nghe thấy tiếng súng nổ nên Jasper biết rằng sẽ chẳng thể giấu chuyện này được nữa. Bên cạnh đó, hắn ta cũng đang cảm thấy cắn rứt lương tâm nên liền quyết định quay lại giúp sức cho Baika. Biết rằng lần này ra đi sẽ rất khó trở về, ông ta gọi điện cho cậu con trai ở nhà để nghe giọng con lần cuối rủa nước mắt vào trong. Lão già Garcia ở bên ngoài gọi bộ đàm nhưng không thấy hai thằng đệ trả lời thì tụt cả huyết áp, ra lệnh cho tất cả lực lượng tổng tiến công vào phía trong. Hai thằng đánh phía trước và hai thằng móc lốp phía sau đồng loạt đột nhập. Nhận thấy hỏa lực của bọn chúng quá mạnh, hơn nữa khẩu AK của anh cũng sắp hết đạn, Baika đành liều mạng xông lên tầng 2 để chờ thời cơ phản kích. Lúc này tên cảnh sát trưởng cũng đã đến, lão ta khoác lên mình quả áo chống đạn cho chất chơi người rơi. Bên trong, Garcia ra sức thuyết phục Baika đưa ra chiếc ổ cứng, sau đó hắn sẽ đốt nhà cho cả ba thành món nướng bóng đêm. Tuy nhiên Baika đẹp trai nhưng đâu có dễ dãi, anh biết tầm âm mưu của hắn nên đã bảo bà chị cùng cháu gái nhanh chóng trèo cửa sổ rời đi, còn anh sẽ ở lại cầm chân lũ đầu trâu màn ngựa này. Không thấy động tĩnh của Baika, lão già cho đàn em bắn xuyên lên nóc. May mắn chị gái và cô bé Harley cũng đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhìn thấy hai mẹ con đã được an toàn, anh không còn vướng bận gì nên quyết tâm cho mấy thằng này chôn chung một hố. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng đã tới gần, Baika từ bên trong đục xuyên cửa trúng tay của một thằng, đời đã đen lại còn lắm lông. Khẩu AK đúng lúc này cũng hết đạn nên anh đành liều mạng đạp cửa xông ra, lập tức khống chế được một thằng, anh dùng hắn làm bia đỡ đạn, sau đó cướp súng nhảy xuống tấn công thằng dưới lầu. Hai bên đục tường bằng một cơn mưa đạn nhưng chẳng trúng viên nào. Nhân lúc thằng này đang đổi súng, Baika đạp cửa xông vào cận chiến. Hai bên giằng co trong không gian hẹp và chỉ vài đường lung tung quyền, anh đã đánh bay được súng của hắn ta. Thằng trên lầu ban nãy bị Baika đạp cửa đập vào đầu ngất trên cánh quất, nay cũng tỉnh lại sau cơn lú nên liền rút dao xuống dưới tham chiến. Khi Baika đang vật lộn với thằng kia thì hắn xông đến đâm cho anh một phát vào hông. Baika lập tức bật chế độ đồ sát cấp độ cao, anh xông lên 1-2 đánh cho chúng tơi bời máu lửa. Như một con mạnh thú sổng chuồng, chiêu nào chiêu đấy đều là chiêu chết, bọn này hôm nay có may mắn không oảng thì cũng phải bới đất tìm răng. Cuối cùng một thằng bị anh cướp dao đâm chết tươi, thằng còn lại bị anh tóm lấy cẳng chân rồi đâm thẳng vào háng cho họa mi khóc thét không thôi. Ở phía ngoài, hai mẹ con cô bé Harley nhanh chóng chạy vào nhà kho định khởi động khối phân lớn bỏ chạy thì bất ngờ lão già Garcia đã đứng lù lù phía sau như đống cứt để góp vui. Hắn khống chế hai mẹ con rồi nói rằng tao chỉ cần một đứa làm con tin, đứa còn lại sẽ phải chết. Khi đang đưa hai mẹ con vào tình thế khó xử thì đột nhiên cảnh sát trưởng xuất hiện, sóc cho hắn ta một phát trúng bụng, kết thúc sự nghiệp buôn ma túy từ đây. Tưởng rằng tay cảnh sát trưởng đã cải tà quy chính, ai dè lòng tham trỗi dậy, hắn cũng muốn có được chiếc ổ cứng để cướp tài khoản ngân hàng nên khống chế định bắt hai mẹ con Harley làm con tin, sau đó ép Baika giao ra chiếc ổ cứng. Ai ngờ Baika xuất hiện như một vị thần, liền cho hắn ta hai phát trúng ngực quy tiên. Tuy nhiên lão già mặc giáp chống đạn nên chẳng hề xi nhê, định vừa lấy khẩu súng nhưng lại bị Baika dẫm lên. Tuy nhiên lúc này anh không ra tay mà lại cho lão ta hai sự lựa chọn trước tội ác của mình, một là tự còng tay rồi ra đầu thú, hai là đầu súng với anh như hai thằng đàn ông. Sau một hồi suy đi tính lại, hai người nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng thèm trước mắt. Biết rằng cứ nhìn nữa sẽ nảy sinh tình cảm, tên cảnh sát trưởng liền rút súng tấn công nhưng xem trường hắn ta còn quá chậm. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, Baika trao chiếc ổ cứng cho hai mẹ con rồi nói lời từ biệt. Sau đó anh cưỡi trên con chiến mã rời đi về một nơi xa. Lúc này cảnh sát liên bang cũng có mặt đúng theo kịch bản, đúng là cảnh sát mà đại diện cho chính nghĩa sẽ luôn là người đến sau. Kể từ đó, huyền thoại lính đặc chủng Baika còn mãi là một niềm khiếp sợ với lũ tội phạm ở Mexico. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, trong bất cứ tổ chức nào cũng đều có kẻ xấu và người tốt. Tuy nhiên kẻ xấu cũng chỉ là số ít và là con sâu làm dầu nồi canh. Lòng tham sẽ khiến con người ta bị tha hóa và nhận lại cái kết đắng mề hơn bao giờ hết. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Park Park. Bye bye.